Đây là cách câu cá mà đến cả thầy Đặng Cương cũng không biết. Không cần móc câu cũng chẳng cần ngô, mà vẫn có thể câu được những con cá nặng gần chục kg. Công cụ thần kỳ này chính là thẻ tre, do Giang Thái Công phát minh ra từ hơn 3.000 năm trước. Vậy thì nó dùng nguyên lý gì để câu cá đây? Bà Đới ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã kế thừa được tuyệt kỹ câu cá cổ xưa này. Bà nói có thể câu được cá hay không? Thì khâu quan trọng nhất nằm ở công đoạn làm ra thẻ tre. Đầu tiên phải chọn những thanh tre khỏe mạnh, sau đó dùng nước sôi để trụng qua cây lau sấy để làm tăng độ dẻo dai của cây lau. Tre và cây lau là nguyên liệu để làm ra thẻ tre. Sau đó đem chỗ cây lau kia đi phơi khô. Trong lúc đó, bà Đới sẽ bắt đầu vót tre. Đây là kỹ thuật được kế thừa qua ba đời nhà bà. Phải dùng loại dao đặc chế để vót nhọn đầu của thanh tre, làm thành một sợi kim sắc nhọn. Chỉ cần dùng 2 tiếng đồng hồ là bà ấy đã vót được hơn 1.000 cái kim nhọn như vậy rồi. Sau khi vót tre xong, bà cắt nhỏ chỗ cây lau kia thành những miếng dài 2 cm. Tiếp đó, bà dùng dây buộc những cây kim nhọn kia lại với nhau. Bà còn ép nó thành hình dạng như những cây cung nữa, rồi nhanh chóng nhét nó vào bên trong cây lau và đặt một hạt thóc vào bên trong miếng cây lau. Cứ như vậy là đã làm xong một thẻ tre rồi. Làm xong, bà lại nối hết những thẻ tre ấy vào một sợi dây dài 1 km. Sau khi hoàn thành là có thể dùng nó để câu cá rồi. Tiếp theo đây chính là thời khắc kiểm nghiệm kẹp tre này rồi. Bên này, đôi vợ chồng nhờ bắt cá để mưu sinh cũng vừa mới thức dậy đánh răng rửa mặt. Bọn họ chuẩn bị bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của vợ, hôm nay anh đưa vợ tới tìm bà Đới. Bọn họ tính mua một ít thẻ tre từ bà để thể nghiệm một chút kích thích như Giang Thái Công câu cá vào hơn 3.000 năm trước. Sau khi lấy được thẻ tre, hai vợ chồng lập tức lên thuyền đi tới trung tâm huyện Bà Dương. Bọn họ tìm được một nơi thế nước nhẹ nhàng hơn một chút, sau đó bắt đầu thả thẻ tre xuống. Sợi dây thường dài 1 km, cứ mỗi 1 mét sẽ có một thẻ tre. Sau khi thẻ tre ấy rơi xuống nước, cá nếu muốn ăn thóc thì sẽ cắn vỡ lớp cây lau bên ngoài, sau đó kim tre nhọn bên trong sẽ lập tức bật ra cắm sâu vào miệng cá. Thế là bọn họ thành công câu được cá. Thấy mặt nước không có động tĩnh gì, hai vợ chồng bắt đầu thấy nghi ngờ, không biết cái thứ này có câu được cá không nữa. Khoảng nửa tiếng sau, cô vợ bắt đầu kéo dây. Có cá, thấy từng con cá lớn được kéo lên thuyền, bọn họ không ngừng cảm khái sự thông minh của cổ nhân. Tôi thấy là người xưa rất thông minh, những công cụ tân tiến của họ, bọn họ có thể dùng tre để câu cá. Theo sự phát triển của các công cụ đánh bắt cá hiện đại, những công cụ như thẻ tre này cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Nói tóm lại là bạn đã học được chưa? Nếu như nắm vững được kỹ năng này, có lẽ bạn sẽ có thể câu cá giỏi hơn cả thầy Đặng Cương đấy. Được rồi, tôi là người ghi chép. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau.